Lời dự đoán đúng đến lạnh người của nhà tiên tri nổi tiếng nước Mỹ. Jean Dixon là nhà tiên tri lừng danh đến từ nước Mỹ. Bà từng đưa ra nhiều tiên đoán chính xác về cái chết của nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Carol Lombard, tổng thống Kennedy. Nhà tiên tri Jean Dixon sinh ra ở Nam California trong một gia đình có bố kinh doanh ô tô. Khi còn trẻ, bà vô tình gặp một người đàn bà tự xưng có thể nhìn thấy tương lai, đoán trước vận mệnh. Có thể là do nhìn thấy tiềm năng ở Dixon nên người đàn bà này đã tặng cô một lần bói chỉ tay và kèm cả một quả cầu thủy tinh miễn phí. Từ đó, Dixon mới biết rằng cô có một tương lai rực rỡ với được ban cho khả năng tiên tri. Khi 14 tuổi, nhà tiên tri nhí Dixon đã đưa ra dự đoán chuẩn xác về ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thời ấy có tên Carol Lombard Bà cảnh báo nữ minh tình này sẽ gặp một tai nạn máy bay vào năm 1942 khiến cô tử vong. Tuy nhiên, ngôi sao này đã không tin và chỉ đồng ý Tùng đồng xu để đưa ra quyết định. Nếu đồng xu ngừa, cô sẽ hủy. Nếu là mặt sấp, thì cô vẫn theo kế hoạch ban đầu. Khi đó, đồng xu đã tung là mặt sấp và nói sao Caron tiếp tục chuyến bay của mình. Vào ngày 6 tháng 1 năm 1942, khi trở về từ India bằng máy bay TWA Sky Clipper cô và 21 hành khách khác cùng phi hành đoàn khởi hành từ Las Vegas đến Burbank, California đã đâm vào núi Table ở Nevada. Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã cướp đi sinh mạng của Caron và tất cả những người khác. Lời tiên tri của Dixon về vận hạn của nữ minh tinh nổi tiếng Caron đã trở thành hiện thực. Mặc dù có khả năng nhìn thấy trước tương lai, nhưng bà đã không thể thay đổi được số mệnh của người đó. Nhà tiên tri này còn dự đoán chính xác về vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Bà nói rằng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1960, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa thắng cuộc nhưng người đó sẽ bị ám sát hoặc bị chết khi vẫn còn đương nhiệm. Ngày sau đó, John Kennedy trở thành tổng thống Mỹ và ông bị ám sát ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên. Thậm chí, Tổng thống Franklin Roosevelt đã mời bà Dixon đến văn phòng Tổng thống để cố vấn trực tiếp về một số vấn đề quân sự lẫn cá nhân. Richard Nixon là vị tổng thống thứ hai nối tiếp truyền thống của Roosevelt đã tìm đến Nixon vào năm 1971. Năm 1972, Nixon tiền đoán một số cuộc tấn công sẽ diễn ra tại Mỹ ngay trước thời điểm cuộc thảm sát Munich diễn ra. Điều này được cho là động cơ khiến Nixon thành lập riêng một hội đồng chống khủng bố. Bà cũng dự đoán tổng thư ký Liên Hợp Quốc Dag Hammarskjöld và vụ ba phi hành gia NASA, sự thật đã chứng minh lời tiên tri của bà Jean chuẩn xác. Khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Đắc gặp một tai nạn máy bay ở Bắc Rhodesia, nay là Zambia vào tháng 9 năm 1961 dẫn đến tử vong. Và phi hành gia Gus Grissom từng tham gia các chương trình không gian đầu tiên của NASA là Mercury và hai phi hành gia tham gia chương trình Apollo đã tử nạn khi hỏa hoạn xảy ra trên bệ phóng lúc diễn tập vào ngày 27 tháng 1 năm 1967. Dickson qua đời vào năm 1997, dù không ai có thể khẳng định được rằng bà thực sự có khả năng tiên tri hay không nhưng những dự đoán của bà vẫn khiến cả thế giới phải bất ngờ